Xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Teaser. Mời quý vị và các bạn cùng Teaser chúng ta điểm danh một số mẫu xe sắp sửa ra mắt tại Việt Nam với giá rẻ bèo. Thị trường ô tô Việt Nam đang có xu hướng tăng số lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, một số mẫu xe ô tô giá rẻ sẽ được ra mắt trong tháng 6 năm 2019 này. Đồng loạt nhiều mẫu ô tô giá rẻ sẽ được các nhà sản xuất tung ra trong tháng 6 năm 2019. Đầu tiên phải kể đến đó là Suzuki Ertiga. Thị trường Việt Nam, phiên bản mới của mẫu MPV giá rẻ Suzuki Ertiga dù chưa ra mắt nhưng đã có một số đại lý nhập về. Giao xe với hai phiên bản là GL5MT và GLX4AT. Giá bán tạm thời lần lượt là 499 và 549 triệu đồng. So với thế hệ cũ, Suzuki Ertiga 2019 có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.395, 1.735, 1.690mm. Ertiga 2019 dài hơn 130mm, rộng hơn 40mm và trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.740mm. Suzuki Ertiga 2019 sử dụng động cơ xăng K15B 1.5 lít 4 xi lanh, sản sinh ra công suất 108 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 138 Nm tại giải vòng tua 4.400 vòng trên phút. Sẽ có hai tùy chọn là hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Mẫu xe thứ hai đó là Volvo XC40. Bên trong XC40 sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch đặt dọc cho hệ thống thông tin giải trí và màn hình 12,3 inch cho bảng đồng hồ. Sẽ trang bị tính năng sạc không dây cho điện thoại, kết nối với hệ thống thông tin giải trí thông qua Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng, ghế bọc da, chỉnh điện, hệ thống âm thanh cao cấp, ứng dụng dịch vụ di động Volvo On Call. Được biết, tại thị trường nước ngoài, Volvo trang bị cho XC40 3 động cơ xăng, bản thấp nhất là T3 dẫn động cầu trước dùng động cơ xăng 2.0 lít công suất 154 mã lực, tùy chọn số sàn hoặc tự động. Bản T4 và T5 được nâng cao công suất lên tới 187 và 247 mã lực, đều trang bị hệ dẫn động 2 cầu và hộp số tự động. Các tính năng an toàn và trợ giúp như hệ thống lái tự động Pro Pilot, an toàn trong phố City Safety, cảnh báo giao thông với hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 360 độ. Mẫu xe thứ ba đó là Honda Brio. Honda Brio là mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia sẽ được Honda Việt Nam chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam vào tháng 6 năm 2019 tới đây. Theo Honda Việt Nam, Honda Brio được bán tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản gồm G, RS và RS True Tone. Honda Brio hoàn toàn mới trang bị động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1.2 lít có công suất 89 mã lực và mô men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp trên bản tiêu chuẩn hoặc số vô cấp CVT trên phiên bản cao cấp hơn. Bên trong khoang nội thất, bản cao cấp sử dụng màn hình cảm ứng 6,1 inch điều hòa tự động, ghế da, vô lăng 3 chấu, trợ lực điện tích hợp các phím bấm chức năng trên bản RS. Là mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ nên trang bị an toàn trên Honda Brio ở mức tương đối cơ bản với hệ thống phanh chống bọc cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD 2 túi khí. Hiện tại Honda Brio chưa có thông tin chính thức về giá bán, tuy nhiên, theo một số thông tin rò rỉ từ các đại lý của Honda có thể được bán ra với giá niêm yết từ 261 đến 327 triệu đồng. Đó là những mẫu xe nhập khẩu giá rẻ sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 6 tới. Quý vị hãy đưa ra bình luận của mình về những dòng xe này. Đừng quên nhấn like cũng như chia sẻ video để nhiều người biết hơn. Hãy nhấn đăng ký, tích vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký để khi Teaser up lên những tin mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là người đầu tiên được xem chúng và nó hoàn toàn miễn phí với hành động đó của quý vị. Xin chào và hẹn lại quý vị trong video tiếp theo. Xin mến chào quý vị và các bạn.